Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 21 tháng 11. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Nông công bố 12 mỏ bô xít là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, tăng trữ trái phép chất ma túy. 8 khách hàng trúng giải thưởng hóa đơn may mắn với tổng trị giá 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu triển khai các nội dung liên quan tới quyết định số 1277 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 12 mỏ bôxit là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia với tổng diện tích 354,17 km vuông phân bổ ở các huyện Đắk Song, Đắk Min, Đắk Jơ lấp, tuy Đức, Đắk Long và thành phố Gia Nghĩa. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản bôxit tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, không thực hiện các dự án đầu tư tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia có các tọa độ, điểm góc cụ thể gửi kèm theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cập nhật 12 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khoáng sản có liên quan. Ban tôn giáo chính phủ vừa phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tổ chức phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 180 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ. Các đại biểu được phổ biến về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, một số quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, các đại biểu cũng tham gia trao đổi, giải pháp thắc mắc về các chính sách, pháp luật những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua chương trình, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đầu nắm vững hơn về những quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước ta đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Trên cơ sở đó, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ hiểu và thực hiện tốt hơn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 21 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, Sở Tư Pháp Đắc Nông cho biết, đơn vị đã niêm yết thông báo đấu giá 12 lô đất ở biệt thự thuộc khu tái định cư Bờ Đông, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa. Tổng diện tích 12 lô đất đấu giá là 3.735,7m2, trong đó lô nhỏ nhất rộng 292,1m2 và lớn nhất rộng 453,2m2. Tổng giá khởi điểm của 12 lô đất là hơn 28 tỷ đồng, trong đó lô có giá khởi điểm thấp nhất hơn 2,161 tỷ đồng. Lô có giá khởi điểm cao nhất gần 3,6 tỷ đồng. Các lô đất này có mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Từ ngày 20 tháng 11 đến 11 tháng 12, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ tiến hành bán hồ sơ đấu giá. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ tổ chức đấu giá vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 theo hình thức đấu bỏ phiếu gián tiếp và theo phương thức trả giá lên. Chiều 21 tháng 11 Cục Thuế tỉnh Đắk Nông tổ chức quay thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 3 năm 2023. Có 8 khách hàng may mắn trúng thưởng với tổng trị giá 30 triệu đồng. Trong quý 3 năm 2023, Đắk Nông có 52.846 hóa đơn điện tử đủ điều kiện tham gia chương trình bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn. Đây là những hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đầy đủ thông tin định danh của người mua. Chương trình quay thưởng đã tìm ra 8 khách hàng trúng giải thưởng hóa đơn may mắn với tổng trị giá 30 triệu đồng. Trong đó, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và năm giải khuyến khích. Kết quả trúng thưởng của khách hàng sẽ được cục thuế Đắk Nông đăng tải trên các phương tiện truyền thông như báo Đắk Nông, đài phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Nông, trang thông tin điện tử ngành thuế. Dự kiến, lễ trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ được cục thuế tỉnh tổ chức trong tháng 12 năm 2023. Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, tăng trữ trái phép chất ma túy tại thôn Thuận Thành, xã Thuận An, huyện Đắk Minh. Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, tăng trữ trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới thuộc thôn Thuận Thành, xã Thuận An, huyện Đắk Minh. Hai đối tượng là Nguyễn Trọng Bằng và Phan Đình Long đều trú tại thôn Thuận Thành, xã Thuận An, huyện Đắc Minh. Đối tượng Nguyễn Trọng Bằng tại thời điểm bắt quả tang, khám xét trên người có tàng trữ ma túy đá, loại methamphetamine. Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Bằng, lực lượng chức năng kiểm tra khẩn cấp thêm đối tượng Phan Đình Long. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Long đang có ma túy đá loại methamphetamine. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại